Chồng mình tới bên bỏ rượu là anh ta đang rất là sợ. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là chủ nhật nè, hai vợ chồng được nghỉ ở nhà thì sẽ nấu ăn. Chồng mình á thì sẽ cắt dưa. Hai vợ chồng rất thích ăn dưa. Còn mình thì hôm nay sẽ làm một cái món mới cho chồng mình ăn. Cà ri gà. Cà ri của Ấn Độ nha, mình ăn. Cà ri của Nhật chứ, mình dùng cái loại ni. Cái loại này. Người Đức rất là thích ăn những cái gà mà không da không xương, gọi là cái phần ức gà đó, nên là mình sẽ làm món này cho chồng. Bữa mình đi vô cửa hàng châu Á cũng có mua hai cái bị bột chiên giòn á để chiên cho chồng mình ăn. Đây là chồng mình đang cắt dưa đây, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mang gà đi ướp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang gà đi ướp trước cho nó thấm, sau đó mình sẽ chiên. Và cái phần rau củ quả thì mình có dùng cái loại này. Ui, cầm mua sợi đi. Không chờ. Không xì à? Rau củ quả thì ở Đức người ta đã mua cái phần người ta đã làm sẵn đó, mình về mình nấu rất là nhanh. Đây, nguyên liệu của mình đây. Bây giờ mình sẽ đi ướp gà. Ôi dạ. Sau khi mình rửa sạch thịt thì mình sẽ lau khô cho cái ức gà mà nó khô, và mình sẽ bỏ đi những cái phần mỡ thừa như vậy. Sau khi mình lọc mỡ với lại những cái thứ mà mình không ăn được ra thì mình sẽ cắt mỏng thịt ra, dàn ra để mà múc, để tí nữa chiên cho nó dễ. Và mình sẽ dùng cái đập này để mình đập thịt cho nó mềm ra. Tí nữa nó ngấm gia vị hơn. Đây, mình sẽ đập nó như vậy. Thanh niên kia ở trên. Thanh niên ơi, đang ăn dưa đó. Sau đó thì mình sẽ ướp vào đây một ít gia vị. Và mình sẽ bỏ thêm cái rượu nấu ăn này vô cho nó thơm nha. Chồng mình tới bên bỏ rượu là anh ta đang rất là sợ. Ok honey, make for em. Giờ mình sẽ bỏ một chút vào cho nó khử mùi và cho nó thơm hơn. Vinic, ok. Zer vinic đó. Nick fear, không có bỏ nhiều. Đó, mình sẽ trộn lên cho nó thấm gia vị nè. Và sẽ chờ trong tầm 10 đến 15 phút. Bây giờ mình đã chuẩn bị bột. Đây là bột nước này. Bột chiên xù, với lại là bây giờ mình sẽ đập trứng vào cho nó ngon hơn và nó dính hơn nha. Bỏ hai quả trứng. Okay, bây giờ mình sẽ thử nha. Here and here and here. This stick. Ok. Bỏ một miếng gà vào đây. Thật là dính. Siêu dính luôn. One foot here. Hết chứ. Sau đó bỏ bước cuối cùng vô đây.
Và cái miếng này sẽ mang đi chiên nha. Ok. Sau đó là mình sẽ mang gà đi chiên nha. Đây là phần rau củ quả đông lạnh nha. Mình sẽ dùng xào rau củ quả với lại dầu. Dầu sôi thì mình sẽ bỏ rau củ quả vào xào. Đây là một đĩa thịt gà đã chiên xong, rất là giòn. Xào cho rau củ quả nó được rồi thì mình sẽ bỏ 540ml nước vào đây. Phần trứng dư thì mình chiên luôn chứ không có đổ phí. Khi nước sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái cà ri nhập này vào nha. Nó sẽ là dạng à, hỏi gì vậy? Chồng mình rất là thích ăn cái món này. Hạ lửa nhỏ xuống. Đó, nó sẽ là dạng này. Chúc thích all is mine, ok. Okay. That's more. Thôi mình lấy rồi. Giờ chồng mình dùng cái này, chồng mình kinh nghiệm đầy mình này. Oh, ok. Cái này khi mà sôi á, mình bỏ cái cà ri vào là tắt bếp được rồi á, nhưng mà mình sẽ chờ cho đến khi mà cái cà ri nó ra hết. Ok honey, đu đi. Chồng mình rất thích ăn cái món này tại vì là những cái món cơm á mà ăn với lại sốt là chồng mình rất là thích ăn, vì nó cơm nó không có quá khô, dễ ăn. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt gà nha. Honey, come this way. Đã vừa ăn. Đó. Đó, thì bây giờ mình đã trang trí xong món ăn của hai vợ chồng mình. Lần đầu tiên chiên gà làm gà chiên xù á, có hơi bị fail. Nhưng mà chồng mình ăn thử là thấy cái vị rất là ngon. Cái vị ngon, chồng mình còn kêu ngon hơn cái quán buffet bữa chồng mình ăn nữa. Bây giờ gia đình mình sẽ cùng ăn món cà ri Nhật, cà ri gà Nhật nha mọi người. Quýt là mình thân yêu. Bây giờ anh yêu ăn thử đi, xem thử là mọi thứ nó có vừa ăn không nha. Anh yêu enjoy that đi. Eat it up and say it's lekker or not. Mình sẽ ăn với lại tương ớt chiên su chấm gà. Lúc nào cũng phải ăn có cái đồ chấm mới ngon. Thấy sao? Is it lekker? Thử thành quả của mình xem. Chồng mình rất là thích ăn cái món gà chiên. Đi ăn quán châu Á là lúc nào cũng gọi món này. Forget it that, that's enough. He had to eat a lot. Crunchy. Yum tang. Aber schon kalt. Es ist schon kalt. Schon kalt? Car ready? Okay. Not so much. Kai, put here. Eat Kai. I'm in cơm. Cái thuốc Nhật đó, cái cà ri Nhật này rất là dễ ăn, ăn với gà rất là hợp. It's past with the hinshin honey. Curry. Ngon. Rất hợp. Ăn thêm nước tương. Chồng mình ăn cơm là phải có nước sốt đó, nó mềm mềm, nó dễ ăn. Chứ ăn cơm không với lại đồ ăn thì mình không có ăn được. Ăn nhưng mà nó khô, không thích ăn. Hôm nay bác mua gà mít sốt. Là gà sốt. Chồng mình kêu cái sốt này cay.
Nhưng mà cái sốt curry này đối với mình không có một chút xíu nào gọi là cay luôn á. Có ba loại. Meat, it's been not sharp hết chứ. Meat không cay, cay vừa và cay, cay hơn. Nhưng mình ăn thử cái cay hơn mà cái cay nhất á, không thấy một cái tí nào cay luôn mà chồng mình lại thấy cay. I don't feel sharp rồi nè. Sáng hả chồng ăn sáng, bây giờ ăn 6 giờ kém 20 mới ăn buổi tối, buổi trưa buổi tối kết hợp luôn. Here I'm an Aston, we meet at Aston. Yep. May here Morgan, it bring it make gà phan đi Morgan á. Em yêu khúc gà hơn đi giác phi á. Em bảo nít phi á. Hiền, ít phương ăn Morgan. Ít cái nút phan Morgan. Ít cái nút hơn đi. Em don't want to talk about the food. Phi hơn nè. Cái trứng chiên tròn tròn vo luôn nè mọi người. Nè, em phép ăn á. But anyone you do to eat, eat with the salt better. It's super late on your arm. Do you have salt, no? Hồi trở ý cái sản xuất Sophia Zinzia Fawa. Wir gehen gleich spazieren. Vielleicht. Kuss, Kuss. Oh my god, aber Kai Tauren, Tausend. Ja. Ich finde das. Cho mình rủ á, ăn cơm xong là đi bộ đi ăn kem, lại là đi ăn kem. Nhưng mà trời hôm nay hơi lạnh. It's a car, honey. Leave it on this. If we stop, I'll add on it. Lekker. Lekker, this is. Tại vì cái thịt gà mình đã ướp rất là kỹ, đậm đà rồi. Cho nên là chồng mình khen là ngon. Do that. It's make better I in restaurant. In a phoenix. In a buffet. Chồng mình rất thích thịt gà chiên. Mà đi ăn cái quán buffet bữa nay cái gà chiên nó làm không ngon á. Cho nên là chồng mình không chịu đi ăn quán nữa. Mình làm á. Đầu tiên làm hình thức hơi xấu nhưng mà cái vị này, cái vị ăn cũng khá là ok, đậm đà. Chồng mình ăn nhanh chưa nè? Mình ăn rất là nhanh. How do you eat snail? How do you make that food? What is thy lipling accent? This one. I'm best bằng á. Ủa? Wow, đưa giác đưa mát đờn mít bò mít thơm mặn. I'm best done. I'm a yes, đưa giác this is better. Alles auch von dir. Alles besser. Dein Essen. Yeah, my Essen is super. It's good for dick, aber what is am best done? Du weißt nicht? Dein Essen, ja. Bữa trước chồng mình nói là thích nhất là ăn món thịt heo sốt cà chua. Bây giờ là cái thích món này nhất. Và bây giờ lại kêu là thích tất cả những món mình làm. Nè xóa phần nữa. Không ổn đi. Fine. It's bloody on you. Em put xóa phần. It's okay. I think we've done that much sauce. Yeah. Like a bit.
Nur so. Nur so? Nicht viel. Was wollt ihr denn mal an? Ganz schön. Okay. Ăn thêm thịt dần đi. Ăn đi. Rất là ngon. Okay. Luôn. Okay. Không mò gần á. It's okay. Oh, it's okay. Honey, do you need curry Japan before? Let me cook one. And you don't know. But honey, eat honey still like this stick. Yeah. Tại chồng mà nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. À, tiếng Anh, tiếng Đức chứ. Tại vì lười á mọi người. Bình thường đi học đi làm, giao tiếp với tất cả mọi người nói tiếng Đức rồi. Thì về nhà mình giải thích bằng tiếng Anh, mọi thứ nó nhanh hơn. Chứ về nhà đã có ít thời gian bên nhau rồi mà còn nói tiếng Đức nữa thì nó stress quá. Cho nên là tụi mình cũng trung hòa. Lúc ăn lúc Đức, đi bộ nói tiếng Đức. Chứ không nói tiếng Anh nhiều quên mất sao. Đúng không Niu? Sophie lâu thời gian và quận vi speak an English. So how the Nick does about when it learner study about him in does. So much my we speak an English. So how the is it better? It forget Nick English and do for them English. Is it better? Or balance? This is okay. This is okay. Fine. This is okay. But in the future, if must have more dogs with you, stay calm. Yeah, we must have more dogs. Yeah, it's fine. But at manchmal du antwortest nur English. Đó, do you speak English? Nee, ich habe gesagt, ich möchte kein Ei. Nee, du hast. Ich habe gesagt auf Deutsch, ich möchte kein Ei. Nee, honey, look. Nee. That was so viel für mich. Du sagst, du musst das nicht. Yes, du machst das nicht. Ich wollte es wegschmeißen. Nur alle? Nee. Ja, wisst ihr. Tschüss. Đây là phần cơm để mình chuẩn bị cho chồng mình đã mang đi làm. Nhiều khi động lực nấu cơm là để có thức ăn để cho chồng mình mang đi làm đó mọi người. Rất là ngon. Nếu mọi người yêu thích gia đình mình thì hãy cho tụi mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của gia đình mình phát triển hơn nữa trong tương lai nha.